Hello, xin chào, chào mừng em đã quay trở lại kênh Cây Thêm. Ở trong video này mình sẽ giới thiệu tới anh em một con tai nghe wireless giá cực kỳ rẻ luôn. Đây, tai nghe này đang bán trên shop Rappo Việt Nam này. Anh em có thể mua trên shop Rappo Việt Nam với giá là 250.000. Mà có những cái tính năng như là sạc dự phòng, đó, kiêm sạc dự phòng luôn. Nên thời lượng pin của con tai nghe này cực kỳ trâu, nghe lên tới 90 tiếng. Hay là có chống nước IPX7 hay là nút bấm vật lý. Và đây, anh em mua trên shop Rappo Việt Nam, nếu mà mua con tai nghe này được mua kèm cái áo chống nắng với giá 50.000 thôi. Đấy, bình thường là giá là 180.000 cái áo này. Đó. Rồi link mua mình sẽ để dưới video rồi nhá. Ok, thì mình sẽ review chi tiết cái con tai nghe kiêm sạc dự phòng 4800 mAh này. Nó kinh khủng như nào nhá, và chất lượng của con tai nghe này như nào trong video này. Ok, hộp sản phẩm đây, hình khá là màu mè này, Stereo 5.0, wireless earbud. Ở đây chúng ta sẽ có công nghệ Bluetooth 5.0, Ultra Small siêu nhỏ này, có thể nghe gọi này, và sạc nhanh nhá. Wow, Top Version, cái này có 4 màu đây. Rồi, ok, hộp sản phẩm đơn giản vậy thôi. Tai nghe kiểm sạc dự phòng, và thời lượng pin của nó cực kỳ trâu, 90 tiếng. Và anh em sạc đầy thì nghe được khoảng 4-5 tiếng. Đó. Và ai nghe được liên tục khoảng 5 tiếng chắc hỏng tai luôn. Nên chúng ta bình thường nghe khoảng 1-2 tiếng thì chúng ta đã bỏ vào hộp sạc rồi. Đấy, chúng ta cứ nghe xong chúng ta bỏ vào hộp sạc thì đấy, thì chúng ta nghe được khoảng 90 tiếng mới phải sạc. Đó, đây là cái sạc được sử dụng nhanh đây. Hộp sạc của nó sẽ kiêm sạc dự phòng luôn. Ok. Và đây là cái cắt sạc micro USB nhá. 250 mà. Rất là rẻ. Đó, mình để link mua dưới video nhá. Rồi, đây chúng ta sẽ có khu vực để tai nghe riêng này. Đó, hai tai nghe, và anh em lưu ý là cái phím vật lý nhá, phải cảm ứng. Phím vật lý thì một ưu điểm mà mình cực kỳ ghét rồi. Đấy, không phải kiểu chạm nhầm để bị play hay pause bài, rất là khó chịu khi nghe. Đây, anh em thấy chưa? Và cái hộp sạc của những con tai nghe ấy, khác ấy, bình thường nó chỉ bằng nửa con này thôi. Và chiều bề dày của nó cũng chỉ bằng nửa con này thôi. Nhưng mà đây, anh em thấy hộp sạc nó kinh khủng không? Trời, 4800 mAh vẫn in luôn trên cái hộp sạc. Đó, wireless stereo này. Đó, hộp sạc ấy đúng kiểu pin sạc dự phòng luôn. Thì trên trái này chúng ta sẽ có cái khu vực sạc cho tai nghe của anh em. Đó, để vào như này. Đó, đang sạc báo đỏ này. Và nhấp nháy sẽ kết nối Bluetooth đây. À, cái này là miếng nhựa trong suốt nhá. Đó, để chúng ta theo dõi. Phía này thì chúng ta sẽ có một cổng in, cổng out, cổng in để sạc cho cái hộp sạc này và cổng out để sạc cho điện thoại chúng ta. Mình sẽ test luôn, cắm vào. Anh em thấy lên đèn ở cắt sạc chưa? Đó. Và cắm vào điện thoại. Đây, đã sạc 50%. Cứ rất là tiện luôn khi chúng ta đi du lịch đấy, vừa để nghe nhạc, vừa làm tai nghe Bluetooth, vừa là sạc dự phòng cho điện thoại luôn. Với cái dung lượng pin 4800 thì cũng khủng đấy. Chúng ta có thể sạc được một lần và nghe nhạc thoải mái luôn. Nếu mà không sạc dự phòng chúng ta nghe được 90 tiếng nhá, kinh khủng. Mới cần phải sạc cái hộp sạc này. Đó, nên rất là trâu, anh em mà đi phượt khủng gì đấy, đi mọi nơi thì nghe chắc là không hết được. Đấy, đi phượt tuần cả tuần may ra mới cần phải sạc cái hộp sạc này. Đó, in out này. Rồi, ở cạnh trên thì có thông số Bluetooth version 5.0 3.7V 4800 mAh. Rồi, S11 nhá, mã của nó là S11. Ok, đó là về tổng quan hộp sạc. Rất là to. Không khác gì một cái sạc dự phòng cả. Rồi, ok, và đây là con này, tai nghe S11. Vâng, trọng lượng của cái tai nghe này cực kỳ nhẹ luôn. Theo quảng cáo là 5g. Nên là nhẹ này thì anh em đeo sẽ rất là dễ chịu khi chúng ta đeo lâu này. Thiết kế nó kiểu bo tròn khá là mềm mại. Cái nút bấm cũng hình tròn luôn. Ở phía trên chúng ta sẽ có cái đèn nhấp nháy Bluetooth, thông báo kết nối Bluetooth này. Đó. Đằng sau chúng ta có mạch sạc LR, đeo tai trái phải và cái tip tai ở đây. Ok, đây là cái màn bên trong. Với thêm hai cái núm tai dự phòng, núm tai thay thế đây để phù hợp với mọi tai. Ê, thì cái phím vật lý như mình nói ban đầu là mình kết phím này đó. Thực sự là mình kết phím vật lý hơn phím cảm ứng. Và cái tai nghe này thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và nó chống nước IPX7. Thì anh em đi tập thể dục thể thao, chạy bộ dưới trời mưa ok. Và chống mồ hôi tốt. Ok, thì nhân video này thì mình hướng dẫn anh cách kết nối luôn. Tại vì nhiều anh em mua tai nghe về ấy,
thì cứ bảo là chỉ kết nối được một bên, bị hỏng một bên, không phải đâu. Lúc đầu anh em sẽ lôi tai nghe này từ trong hộp sạc ra, thì chúng ta sẽ để một lúc để hai con tai nghe này nó sẽ kết nối với nhau, khoảng 5 đến 10 giây để hai con tai nghe kết nối với nhau. Sau đấy thì chúng ta mới kết nối vào điện thoại nhá. Đấy, nếu anh em mà lôi tai nghe ra kết nối vào điện thoại luôn thì nó sẽ chỉ kết nối được một tai nghe thôi. Đó, chúng ta phải kết nối hai tai nghe trước, kết nối bluetooth của điện thoại. Ok rồi, nói chung là về cơ bản thì như vậy. Bây giờ nghe xem chất lượng âm thanh nó như nào. Ok, sau khi nghe vài bài thì cảm nhận của mình có tai nghe này, đầu tiên đó là cái bass, giải bass của nó khá là khủng luôn. Bass đập mạnh, khỏe, chắc. Bass mình chấm được 9 điểm, nghe rất là feel. Anh em mua con này hoàn toàn thể nghe nhạc sàn thoải mái, nghe nhạc sàn quẩy tưng bừng được. Về âm chét thì hơi gắt, cho volume cao thì hơi gắt. Chét thì mình chấm được 8 điểm. Về mid thì mình chấm được 8.5. Nghe ok, nghe rõ. Những cái giải âm thanh đều nghe khá là rõ. Con tai nghe này thiết kế rất là nhỏ gọn, nên anh em cho vào tai nó cách âm khá tốt, kín tai, nó nằm trọn trong tai của anh em. Ok, tổng kết lại thì đây là một con tai nghe mình nghĩ là đáng để anh em mua, với cái giá 250, thực sự là rẻ cho một con tai nghe nghe được đủ các thể loại nhạc, nghe hay, cùng với cả cái bóc sạc, cùng cái hộp sạc dự phòng siêu khủng lên tới 4800mAh, anh em nghe nhạc 90 tiếng và kiêm sạc dự phòng cho điện thoại luôn. Cái này thì anh em mang đi du lịch rất là hợp lý luôn. Cùng với những ưu điểm khác mình liệt kê trong video, như là nó rất là nhỏ gọn, hay là chống nước IPX7, vân vân mây mây. Thì link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video này nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm tai nghe S11. Mua trên Shopee, anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, nhấn trụ kênh mình. Anh em mình review sản phẩm này, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn rất nhiều video, bye bye. Thật sự rẻ anh em ạ, 250.000, quá đáng tiền luôn.